Chào mừng các bác đã đến với kênh của Cương Audio. Các bác thân mến, em tên là Thanh Liêm. Các bác thường xuyên theo dõi kênh bên cửa hàng của chúng em thì các bác cũng đã đều nắm được. Bên cửa hàng của chúng em cũng đã thực hiện rất nhiều những video clip khác nhau. Ngoài việc giới thiệu các sản phẩm hàng về đến các bác thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã thực hiện rất nhiều những video clip hướng dẫn đầu nối kỹ thuật. Ngoài ra thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã thực hiện rất nhiều những video clip phối ghép những bộ cấu hình nghe nhạc hay những bộ cấu hình hát karaoke để đưa lên trang, để các bác có thể tham khảo về những video clip do bên cửa hàng của chúng em phối ghép. Và theo em được biết thì hiện nay có rất nhiều bác cũng đang có nhu cầu chơi audio, tuy nhiên thì các bác chưa có điều kiện để trải nghiệm về những sản phẩm, các thiết bị audio. Do đó thì bên cửa hàng của chúng em thực hiện rất nhiều những video clip phối ghép khác nhau để đưa lên trang, để các bác có thể tham khảo những bộ cấu hình nghe nhạc hay những bộ cấu hình hát karaoke do bên cửa hàng của chúng em thực hiện. Vậy thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc bằng việc ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng em. Em xin chân thành cảm ơn. Và hiện nay thì bên cửa hàng của chúng em sẽ có hai kênh. Kênh thứ nhất có tên là kênh Cương Audio, kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Do đó thì cũng rất mong được sự ủng hộ của các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Tiếp tục ở chương trình video clip ngày hôm nay, em sẽ lên một bộ cấu hình nghe nhạc vàng để giới thiệu và tiết âm gửi đến các bác, để các bác có thể tham khảo về bộ cấu hình này. Đây là một bộ cấu hình có thể nói rất là tuyệt vời, rất là đáng chơi cho các bác ở trong phân khúc tầm tiền. Trước mắt màn hình các bác thấy được đây là bộ ba sản phẩm. Trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa trước. Đây là cặp loa Tannoy đến từ Anh Quốc. Các bác đều đã biết rồi, Tannoy là một cái thương hiệu audio rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Chất âm thì rất là tuyệt vời rồi, tiếng của nó rất là bông tơi, nghe âm thanh rất là trong sáng và chi tiết. Đây là cặp loa Tannoy SuperDesk Monitor SRM12X. Các bác lưu ý là như vậy, SRM12X. Dòng model này thì nó sử dụng một loa bát có đường kính là 30cm. Các bác nhìn thấy nó sử dụng màng giấy gân vải xếp. Gông loa được bố trí gông loa màu vàng, tạo ra một cái điểm nhấn nổi bật về gông loa rất là sang trọng. Thông thường thì đối với những dòng loa Tannoy thì các bác thấy nó thường thường là sử dụng gông loa màu vàng, tạo ra sự nổi bật, điểm nhấn về gông loa cho sản phẩm. Một là về cái hình thức bên ngoài, giúp chúng ta có thể nhìn rất là bắt mắt về kiểu dáng hình thức của dòng model này. Và ở phía trong của nó thì nó sử dụng một loa chép đồng trục nằm ở phía trong, được che đậy bằng cái nón ở bên ngoài như này. Chúng ta có thể nhìn thấy ở phía trong của loa chép, ở phía bên trong lòng của loa bát này, gọi là chép đồng trục. Ở phía dưới thì nó sử dụng hai cái vi tinh chỉnh để các bác nhìn thấy, giúp chúng ta có thể hiệu chỉnh, tăng giảm cái độ sắc nét của bản nhạc tùy vào cái sở thích cũng như là gu nghe của mỗi người. Ở phía dưới cùng thì nó sử dụng một lỗ thông hơi hình tròn được bố trí đặt gần sát phía dưới đáy của thùng loa. Lỗ thông hơi của nó được bố trí ở phía trước. Và ở mặt trước của nó được bố trí hai cái tấm e-cam. Ở phía trên thì nó được bố trí tấm e-cam to hơn đậy phần loa bát. Và ở phía dưới này nó được bố trí tấm e-cam nhỏ hơn đậy ở phần lỗ thông hơi. Còn toàn bộ ở chỗ vi tinh chỉnh này thì nó không có bố trí đậy e-cam, giúp chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ về model cũng như là về thông số của dòng model này. Và cặp loa này thì có trở kháng là 8 ohm, có công suất là 100W trên một loa và có độ nhạy là 92 dB. Cặp loa này có tần số cắt là 50Hz cho đến 20kHz. Như vậy thì các bác thấy việc tần số cắt như thế này thì chúng ta biết rồi, đối với dòng model này thì chúng ta nghe âm thanh không phải nghe tiếng bát nó quánh đùng đùng đâu. Đặc trưng của những dòng loa Tannoy thì không ai nghe tiếng bát đùng đùng cả. Người ta chủ yếu nghe tiếng âm thanh của nó, đặc biệt là giải cao, tiếng rất là tiếng bát của nó vừa phải, vừa đủ. Và giải trung, giải chép nghe rất là trong sáng và nghe âm thanh rất là chi tiết. Cặp loa này thì có chiều sâu, xin lỗi các bác, có chiều cao là 85, chiều ngang là 45 và chiều sâu của nó là 28cm. Chiếc loa này thì có trọng lượng vào khoảng 30kg trên một chiếc. Đây là một mẫu model đem lại chất lượng âm thanh rất là tốt. Các bác nhớ là đây là dòng loa kiểm âm, sau đó thì nó đem lại âm thanh chính xác về ba giải âm, rất là tinh tế, rất là chuẩn mực về âm thanh, được các kỹ sư của hãng Tannoy tính toán rất là kỹ rồi. Đấy. Và cặp loa này thì với tình trạng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản thì có mức giá là dưới 50, một mức giá rất là tuyệt vời để các bác sở hữu cho mình một cặp loa như thế này. Các bác nhìn thấy cặp loa này thì rất là đẹp về hình thức rồi, giúp chúng ta có thể bày biện trong gia đình rất là phù hợp ở phòng khách, tôn lên vẻ sự sang trọng trong gia đình của các bác khi chúng ta sở hữu một cặp loa Tannoy đẳng cấp như thế này.
ở trong phân khúc tầm tiền. Đấy, các bác lưu ý là như vậy. Ở video clip này thì em sử dụng một chiếc âm ly của hãng Akufei, đó là dòng model E306V. Đây là một mẫu model nói đến dòng 306, đặc biệt là dòng V thì đối với những người chơi audio thì chúng ta cũng không còn gì xa lạ đối với dòng model này. Vậy vậy thì em cũng không cần phải trình bày nhiều về dòng sản phẩm này nữa. Và chiếc đĩa Akufei E306V này thì có mức giá là 58, đầy đủ dây nguồn và khiển zin đi kèm theo cho các bác. Các bác có thể kết hợp với rất nhiều các dòng loa của châu Âu, loa của Mỹ, loa của Nhật thì rất là tuyệt vời rồi. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc đầu CD Marzahn cao cấp, đó là dòng model 11S1. Dòng model này thì các bác nhìn thấy về thiết kế của nó rất là đẹp thời trang, màu sữa đục và hai bên được bố trí thon vót về phía sau giống với hình cánh cung. Đây là những dòng mẫu đầu thì các bác thấy thông thường. Đối với những sản phẩm high-end của dòng Marzahn thì các bác thấy nó thường được thiết kế như thế này, tạo ra cái sự nổi bật, điểm nhấn về cái kiểu dáng cũng như là về màu sắc của những dòng sản phẩm của Marzahn cho ra thị trường hiện nay. Và đây là chiếc đầu chạy CD chuyên nghiệp thôi. Đấy, các bác lưu ý là như vậy, nó không có tính năng giải mã DAC. Đối với những bác nào sành chơi thì các bác nói đến dòng này thì các bác cũng đã biết về cái chất của nó rồi. Ngoài việc xuất tín hiệu bằng đường Underlock thì nó cho chúng ta xuất tín hiệu bằng đường 3 chân, tức là đường 3 lăng chống nhiễu rất là tốt. Và một điểm nữa, chiếc đầu này thì nó còn nguyên cả thùng xốp. Và giá của nó là có mức giá là 28 triệu đồng. Các bác nhớ đây là chiếc đầu CD Marzahn 11S1. Như vậy vừa rồi thì em cũng hơi lan man một chút, nhưng mà em cũng nói sơ qua để các bác có thể nắm được về bộ ba sản phẩm này. Và sau đây thì em sẽ đi vào test âm, xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ ba sản phẩm này. Sáng trên mệnh tình quê có ai để buồn chất chưa sân về, có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát thu nào thôi vốn cao, lòng bỗng bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà, hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điệu hò tha thiết bao sầu. Lại thao thức bao
thì gió lạnh và những lúc mưa gọi thương nhớ Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của bộ ba sản phẩm này. Các bác nghe thấy chất âm của nó đem đến rất là mềm mại, dày dạn, ngọt ngào và chi tiết. Âm thanh của nó rất là trong trẻo. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây.